Hoàng Triệu xin được kính chào tất cả quý vị. Và thưa quý vị, quý vị đã bao giờ nghe thấy tên khẩu Úc bao giờ chưa ạ? Khẩu Úc, khẩu Nhật, đó, khẩu Mỹ. Và trong cái video clip ngày hôm nay thì em xin được chia sẻ cũng như là hướng dẫn quý vị cách để quý vị có thể phân biệt được đâu là khẩu Úc và đâu là Ốc quý vị nhá. Bởi vì hai loại này nó cực kỳ là giống nhau, cực kỳ là giống nhau. Như khẩu Nhật em có hướng dẫn quý vị là thứ nhất là nó rất là nhăn. Và thứ hai mà khi mà cho nằm như thế này thì cái khẩu Nhật nó thâm quý vị ạ. Còn cái khẩu Úc thì nó không thâm quý vị ạ, nó không thâm. Đây nhá. Đây là cái tấm cánh được khảm cảnh mai treo bằng chất liệu ốc Singapore và kết hợp với khẩu Úc quý vị ạ. Quý vị hãy để ý này. Cái phần cánh của con chim này, cái phần cánh con chim này. Đó. Được xe nọng bằng khẩu Úc quý vị ạ. Đó, được xe nọng bằng khẩu Úc. Có 3 con chim. Thì những cái cánh này thì được xe nọng bằng khẩu Úc, còn tất cả là ốc Singapore hết. Và cái cách nhận biết nó như thế nào? Đây, khi mà quý vị nhìn, đúng không ạ? Khi mà quý vị nhìn như thế này thì hoàn toàn 100% là không thể phân biệt được. Nhưng mà quý vị hãy gắng xem hết cái video này, em tin chắc chắn rằng khi mà quý vị xem hết video này thì quý vị sẽ phân biệt được. Đây này, cái khẩu Úc này. Cái khẩu Úc thì nó cực kỳ là đẹp. Nó cực kỳ là đẹp luôn. Nó hơi nhăn một chút. Nó hơi nhăn một chút. Còn cái Úc thì nó bóng. Và cái khẩu Úc, một cái điều đặc biệt của nó thì nó rất là sáng và chói. Nó sáng và chói quý vị nhá. Màu nó không được dịu như là Úc quý vị ạ. Màu của cái khẩu ấy nó không dịu như Úc. Nó sáng cái kiểu là sáng nổi bật lên, nhưng mà nó được từng vùng thôi. Nó được từng vùng thôi. Nó không sáng đồng đều như ốc. Cái ốc ấy thì nó sáng, nó đàn đều ra, nó đàn đều màu ra. Còn cái khẩu này thì nó sáng chói, rực rỡ này. Đấy. Đấy là một cái điều có thể phân biệt được. Và nó hơi nhăn một chút, hơi năn tăn nhăn một chút. Nó không như khẩu Nhật. Khẩu Nhật thì dễ phân biệt hơn. Đó. Và chỉ có một cách như thế thôi. Thứ nhất là nó hơi nhăn một chút. Và thứ hai là nó sáng chói. Nó không sáng dịu như ốc. Đây ạ. Đây. Khi mà em quay như thế này thì chắc chắn quý vị không thể phân biệt được, đúng không ạ? Bởi vì nó cực kỳ là đẹp và nó cực kỳ là giống ốc. Và đến thời điểm hiện tại thì khẩu Úc này gần như là không còn. Gần như là không còn. Bởi vì tại sao cơ sở độ cho em có? Là bởi vì là cơ sở của em đã dành dụng từ rất là lâu rồi. Nhiều năm qua làm nghề thì mỗi năm là bòn lại được mấy miếng đẹp. Đó, mấy miếng đẹp để mà cho vào những tác phẩm đẹp để làm cái điểm nhấn quý vị ạ. Chứ bây giờ là nếu bây giờ có thì cũng rất là xấu. Và khẩu là khẩu xanh thôi, chứ không có khẩu đỏ vàng chanh như thế này. Đấy. Và quý vị xem video clip mà quý vị thấy video của em mà có giá trị thì quý vị hãy ủng hộ cơ sở của em bằng cách là bấm nút đăng ký kênh. Đăng ký kênh để tạo động lực cho em làm thêm nhiều video clip để hướng dẫn cho quý vị, để cho quý vị đi mua đồ gỗ khảm ốc được tốt hơn quý vị nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip tiếp theo. Xin chào.